Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình bình luận và thời sự của Vote TV trong bản tin ngày hôm nay 14 tháng 9 năm 2020. Thưa quý khán thính giả, chỉ còn vài giờ nữa là tới giờ tuyên án trong vụ án ở Đồng Tâm, nơi 29 nạn nhân và đồng thời trở thành bị cáo sẽ được đưa ra. Đây sẽ là những bước ngoặt mang tính lịch sử đối với người dân Đồng Tâm và người dân cả nước trong công cuộc đấu tranh để giữ gìn quyền của đất đai, quyền tư hữu và đồng thời bảo vệ tính mạng của mình. Câu hỏi đặt ra cho tới tận thời điểm hiện tại mà bên phía Bộ Công an vẫn chưa dám đưa ra câu trả lời và tòa án thì vẫn im lặng, đó là cụ Lê Đình Kình đã chết như thế nào? Và đồng thời, ba cán bộ chiến sĩ công an nếu được cho là tử vong thì có phải là bị những người dân Đồng Tâm giết hay là vì một lý do nào khác? Đây cũng là câu hỏi quan trọng nhưng dường như được xét một cách rất hời hợt. Và mới đây nhất, chúng tôi đã nhận được những thông tin theo trang tờ báo.de thì cho biết rằng súng MB5K của Đức đã được dùng để bắn chết cụ Lê Đình Kình vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 trong chính phòng ngủ của cụ. Nguồn tin từ Bộ Công an đã cho biết rằng cụ Lê Đình Kình đã bị hành quyết bắn trực diện bằng súng MB5K của Đức gắn nòng giảm thanh. Tiếp theo, những thông tin vừa được tiết lộ từ Cục 5 Cục Tình báo Bộ Công an về nguyên nhân cái chết của ba công an trong vụ tấn công vào Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 là do tự bắn nhầm vào nhau, thì ngay sau đó thông tin cho biết thêm về loại vũ khí đã bắn chết cụ Lê Đình Kình trong phòng ngủ là khẩu MB5K của Đức được gắn nòng giảm thanh và đèn chiếu 200mm. Một sĩ quan cảnh sát cơ động tại Hà Nội đã cho biết thêm rằng chỉ cần mổ lấy đầu đạn còn găm trong người cụ Lê Đình Kình, so sánh là biết khẩu súng nào đã nhả đạn bắn vào cụ và qua đó biết được chính xác người đã bắn. Súng MB5K là một phiên bản rút ngắn của súng tiểu liên MB5, không những nhiều chiều dài ngắn hơn hẳn mà trọng lượng cũng nhẹ hơn nhiều, nên rất linh hoạt và thuận tiện khi tác chiến ở cự ly gần. Được biết đây là loại vũ khí chuyên dụng đã được phía Việt Nam nhập về và trang bị cho tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm cũng như cảnh sát cơ động Việt Nam, cảnh sát tại Hà Nội, nay lại được dùng để đối phó với người dân và các đối tượng trấn áp mạnh. Có lẽ vì vậy, ngay sau khi bị công an hạ sát, xác của cụ Lê Đình Kình đã được khẩn trương mang đi để mổ phanh thây, tìm và tiêu hủy các bằng chứng, các dấu vết. Sau đó nhiều ngày mới được trao lại cho gia đình để chôn cất. Thông tin cho biết rằng Bộ Công an mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã coi thường pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù không có lệnh của tòa án nhưng vẫn điều cảnh sát cơ động đột kích vào Đồng Tâm giữa đêm khuya vào lúc rạng sáng, sử dụng công nghệ và vũ khí quân dụng từ Đức để bắn chết cụ già 84 tuổi ngay trong phòng ngủ. Điều đó đang gây bất ngờ lớn cho truyền thông, báo chí và các chính trị gia ngay tại Đức. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng cụ già 84 tuổi Lê Đình Kình đã bị bắn nhiều phát và chân, giò cũng như ngực và cả đầu. Qua những hình ảnh còn sót lại, chúng ta có thể thấy rằng lỗ đạn MB5K nhằm bắn trúng tim cụ Lê Đình Kình và các dấu vết vỏ đạn còn sót lại tại phân trường. Vỏ đạn với kích thước 9x19mm của súng tiểu liên MB5 được tìm thấy ngay tại hiện trường nhà cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và nhắc lại rằng súng MB5 của Đức đã được trang bị cho tiểu đoàn đặc nhiệm cảnh sát cơ động Hà Nội. Và ở giữa phiên tòa, nhiều câu hỏi của luật sư đã được chất vấn về nguồn gốc và cái chết của cụ Lê Đình Kình cũng như cái chết của ba cán bộ chiến sĩ công an. Tuy nhiên, ngay kể cả quyết định và kế hoạch 419A KHBV BV02 BV01 MB gì đó của Hà Nội thì vẫn chưa được công khai. Họ nại ra lý do đó là một văn bản tối mật, thế nên không được tiết lộ. Tuy nhiên, nếu đây là một cuộc trấn áp có tính kế hoạch, tại sao lại không dám công bố? Cuộc đột kích vào nhà cụ Lê Đình Kình đã được thực hiện rất vội vàng và vụng về do cấp chỉ huy thiếu kinh nghiệm, mặc dù trước đó đã tham khảo đội hình, địa hình và đồng thời có các nguồn tin đầy đủ và rõ ràng. Cùng lúc, nhiều mũi tấn công vào nhà cụ Lê Đình Kình trong đêm 9 tháng 1 năm 2020 ở rạng sáng đó, những hướng ngược lại nhau, và chính vì thế nên các quả nổ và tiếng súng vang lên, không gian chật hẹp, hiện trường thì mù khói, tiếng hô hoán, tiếng kèn hỗn loạn. Chính điều này đã làm cho nhiều cảnh sát cơ động bối rối, dẫn đến nhầm đạn đồng đội đang tiến vào từ phía đối diện là kẻ tấn công và họ đã nổ súng nhắm vào các bóng người đó, dẫn đến cái chết của ba cảnh sát cơ động.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chính là người chịu trách nhiệm về kế hoạch tấn công đồng tâm, giết chết và mổ bụng đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Cho dù nói gì thì nói, đó cũng là trách nhiệm chính của ông. Và như chúng tôi đã đưa tin, nguồn tin từ Cục 5 Cục Tình báo Bộ Công an cho biết ba cảnh sát đã chết hôm 9 tháng 1 trong cuộc đột kích vào đồng tâm là do tự bắn nhầm vào nhau trong đêm tối. Tin cũng được cung cấp thêm rằng, sau khi ba công an này chết, một kịch bản về hiện trường giả đã được đưa ra, cùng với đó là miêu tả dân đồng tâm đổ xăng ra chậu và hất xuống hố để thiêu cháy ba công an đã chết trước đó. Nguồn tin khác từ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội cho biết thêm rằng, từ khi quân Hưng Yên được điều về để chiếm các vị trí trọng yếu của Bộ Công an, Cảnh sát Cơ động cũng đã phải nhận được yêu cầu là đàn áp người dân mạnh hơn, dã man hơn trước, các chiến sĩ cũng bất bình. Được biết Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng là người Hưng Yên, gần đây đã liên tục gạt người của phe cánh khác ra bên ngoài Bộ Công an để bổ nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong bộ này là người đồng hương của mình, dẫn đến các dị nghị từ các cán bộ lão thành và các sĩ quan công an khác đang công tác trong ngành. Cũng chính vì vậy nên họ đã đưa những thông tin này ra để gây bất lợi cho ông Tô Lâm. Đứng trước những cái chết đầy khuất tất của ba cán bộ chiến sĩ và đồng thời của cụ Lê Đình Kình, nhưng Bộ Công an, Tòa án đã không quyết tâm làm rõ sáng tỏ sự vụ mà họ chỉ nghe theo bản kết luận của Bộ Công an và phiên tòa diễn ra trong một bối cảnh hết sức bức bối khi các luật sư của các bị cáo không được quyền tiếp xúc với các thân chủ của mình cũng như không được nói, không được hạn chế một số quyền lực khác. Và chúng ta thấy rằng chất lượng tranh tụng cũng như nhiều yếu tố đã bị gạt phăng ra vì lo sợ có một điều gì đó sẽ được phanh phui ra. Và chính vì vậy nên mạng xã hội trong ngày 9 tháng 9 đã bùng nổ với hàng vạn lời căm hờn, đau đớn và bất lực khi nghe tin rằng Viện Kiểm sát Hà Nội quyết tâm và đã đề nghị tử hình hai người con của cụ Lê Đình Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Còn 27 bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 15 tháng tù treo cho đến chung thân. Theo các luật sư tại tòa án vào sáng 10 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi truy tố tội danh 19 người từ tội giết người sang chống người thi hành công vụ và 6 bị cáo truy tố tội giết người với 2 án tử hình và 1 án chung thân. Khi nghe lời tuyên của Viện Kiểm sát, có nhiều người cho rằng đây như là một tiếng sấm chấn động trong dư luận khi mà những bất công đã được đẩy và được dồn cho những người dân thấp cổ bé miệng. Viện Kiểm sát cũng đề nghị hình phạt đối với Lê Đình Doanh, 32 tuổi là con của cụ Lê Đình Công, bị án chung thân. Bùi Viết Hiểu, 77 tuổi và Nguyễn Quốc Tiến, 16-18 năm tù, còn Nguyễn Văn Tuyển, 14-16 năm tù. Theo các luật sư tại tòa, thì đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi truy tố tội danh 19 người từ tội giết người sang chống người thi hành công vụ và 6 bị cáo bị truy tố tội giết người với 2 án tử hình và 1 án chung thân. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, nhà hoạt động vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, thì đề nghị phải hủy phiên tòa và điều tra sự phạm pháp của công an. Dù có những tiên đoán trước rằng án sẽ rất nặng, nhưng rất nhiều người cảm thấy sốc mạnh khi nghe tin là có 2 người bị đề nghị án tử hình. Nhiều lời bình luận cho rằng 2 án tử hình là sự trả thù từ 3 cái chết của cảnh sát cơ động, cho nên sau khi giết cụ Lê Đình Kình thì nhà cầm quyền cố phải giết thêm 2 người nữa cho cân bằng. Facebooker Bút Thép bình luận mỉa mai rằng so với 200.000 người bị giết trong cải cách ruộng đất thì 3 mạng người ở Đồng Tâm là bước tiến hóa lớn của Đảng Cộng. Facebooker Huỳnh Chí Trung nhận định rằng sống nó cướp đất, chết nó cướp cả tiền phúng điếu, chưa hả giận nó dựng cả phiên tòa bẩn thỉu hòng tước đoạt sinh mạng nhà của người ta. Còn đạo diễn Song Chi thì đã bình luận rằng trước kia những người cộng sản Việt Nam giết người giết dân lành vì cái gọi là lý tưởng, vì đấu tranh giai cấp, vì mâu thuẫn ý thức hệ, còn bây giờ thời bình cộng sản giết dân chỉ vì tiền, vì đất. Trước kia những người bị họ vu oan và giết là phe đối lập, là phe thua cuộc, là lực lượng thù địch, là thành phần phản động, thì bây giờ chúng giết cả thành phần cốt cán của cách mạng là nông dân, giết cả các đồng chí và cả những đảng viên mấy chục năm tuổi đảng và đến hơi thở cuối cùng vẫn tin tưởng vào đảng như cụ Lê Đình Kình. Báo chí Việt Nam cũng trích lời Viện Kiểm sát cho rằng đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Vì tham lam coi thường pháp luật, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội gây hoang mang cho nhân dân. Khi công an làm nhiệm vụ, các bị cáo cùng nhau hô hào kích động tấn công khiến cho 3 chiến sĩ hy sinh. Các bị cáo hành động có tổ chức, mang tính chất côn đồ và giết nhiều người một cách dã man.
và có một sự cấu kết chặt chẽ dưới sự cầm đầu chỉ huy của ông Lê Đình Kình. Tường cũng nên nhắc lại rằng, đỉnh điểm vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm là việc dân làng Đồng Tâm bắt giữ hàng chục cán bộ Bộ Công an ở thời điểm vào ngày 16 tháng 4 năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lúc đó là Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống Đồng Tâm để đối thoại với người dân. Trong cuộc đối thoại trực tiếp hôm 22 tháng 4 năm 2017, Nguyễn Đức Chung đã trao văn bản viết tay cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên, cũng chính dưới thời của Nguyễn Đức Chung, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký văn bản đồng ý với chủ trương của Công an thành phố Hà Nội về kế hoạch tấn công vào thôn Hoành Rạng sáng ngày 9 tháng 1. Trong một diễn biến khác, các nhóm tổ chức xã hội dân sự gồm tri thức và người dân Việt Nam đã khởi xướng đơn yêu cầu khẩn cấp gửi các lãnh đạo nhà cầm quyền và tiến hành thu thập chữ ký. Và còn rất nhiều những kế hoạch bí mật, bí ẩn khác mà bên phía Bộ Công an và Tòa án đã không cho phép các luật sư cũng như những người liên quan giải mã để tìm ra câu trả lời cho vụ việc này.